Thưa quý vị và các bạn, để chủ động và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, hạn chế thấp nhất các ổ dịch phát sinh, ngăn ngừa dịch lây lan trên diện rộng, cung cấp các sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, góp phần bảo vệ môi trường. Để tìm hiểu về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Bến Cầu chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Trong những năm qua, huyện Bến Cầu luôn chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và toàn diện công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển ổn định bền vững. Hiện trên địa bàn huyện Bến Cầu, tổng đàn chăn nuôi nhỏ lẻ gia súc khoảng hơn 10.000 con, đàn gia cầm có trên 90.000 con, chủ yếu là dịch, tập trung ở các xã Tiên Thuận, An Thạnh. Để chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng và dịch tả heo, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác phòng dịch, vệ sinh chuồng trại. Thực hiện theo kế hoạch phân bổ của cấp trên, huyện sẽ tổ chức tiêm phòng đợt 1 năm 2020 cho đàn gia súc gia cầm trên 58.000 liều vaccine cho đàn gia cầm, dịch tả heo 1.000 liều, chó dại 450 liều, lở mồm long móng cho trâu bò 7.100 liều, trụ huyết trùng trâu bò 4.600 liều, heo tai xanh 245 liều và cấp phát 250 lít hóa chất sát trùng chuồng trại cho 9 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp các xã thị trấn tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển, các điểm giết mổ, chợ buôn bán gia súc gia cầm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Chỉ đạo các chủ hộ chăn nuôi khi có dấu hiệu nghi ngờ dịch bệnh trên đàn vật nuôi phải báo ngay với cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, không để lây lan trên diện rộng. Gia đình nhà em thì đang hẻm nuôi 8.000 con dịch siêu trứng. Công tác phòng chống thì mình phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, dù như sáng rồi tới chiều, ăn uống như thế nào, có khỏe, có đảm bảo hay không, mà mình coi thử khi mà những con dịch bệnh đó, mình phải tách riêng ra, rồi mình cho nó thuốc uống rồi chích cho nó, rồi thử nó có bớt không. Nó nhiều, ví dụ như số lượng nhiều quá thì mình phải báo, còn số lượng ít thì mình phải theo dõi thường xuyên. Phòng chống dịch đó, là mình phải không được lơ là. Nói chung là nếu lơ là đây là nó tác hại tới rất là nhiều thứ. Về kinh tế mà hao hụt thì vì dịch, với lại là ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh của cái nguồn nước ở gần đây, đó, mình nói là rất là quan trọng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hộ chăn nuôi và người tiêu dùng, rà soát số đàn mới phát sinh để hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng vaccine đủ liều theo quy định. Cũng sạch trùng chuồng trại thường xuyên theo định kỳ hàng tuần và hàng tháng. Thì theo những lần sạch thì thấy có hiệu quả cao, gà ít bệnh, bò ít bệnh. Sau những phòng chống dịch thì nó mang lại hiệu quả cho gia đình, một thu nhập cao và phát triển nhiều hơn. Ủy ban Nhân dân huyện khuyến cáo những thời điểm giao mùa thường gây ảnh hưởng đến sức khỏe và giảm sức đề kháng của vật nuôi. Vì vậy, biện pháp hữu hiệu hiện nay là hộ chăn nuôi tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện tiêm vaccine đầy đủ cho đàn gia súc, thực hiện tốt việc bảo vệ vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi, khơi thông cống rãnh, không để nước tù động, tổ chức phun thuốc sát trùng định kỳ hàng tuần. Khi đàn gia súc có dấu hiệu của bệnh, tuyệt đối không được vận chuyển, mua bán, giết mổ gia súc mắc bệnh và phải báo ngay cho cơ quan thú y, chính quyền địa phương để có biện pháp can thiệp kịp thời. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm thời điểm chuẩn bị giao mùa, bà con chăn nuôi cần chủ động tăng cường chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, tăng cường chế độ vệ sinh tiêu độc sát trùng khu vực chăn nuôi, chuồng nuôi và dụng cụ chăn nuôi, và đặc biệt quan trọng là tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc gia cầm theo khuyến cáo của ngành thú y, để hạn chế xảy ra dịch bệnh trên địa bàn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người chăn nuôi. Với sự chủ động của các hộ chăn nuôi trong việc phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm,
cùng sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện Bến Cầu đã và đang được thực hiện kịp thời, góp phần tích cực vào việc duy trì, phát triển tốt tổng đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn thịt thương phẩm cung ứng ra thị trường, đem lại thu nhập cao cho bà con, góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện. Quý khán giả xem đài và các bạn thân mến, chương trình thông tin cơ sở huyện Bến Cầu do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Bến Cầu phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân mến chào tạm biệt.